Thế lôi cưa như làm gì mà mấy ít, anh đánh danh tinh anh thôi, hèn đấy mà. Đấy, này tôi gặp con A Thư rồi các ông ạ. Làm sao để tôi ăn được con A Thư bây giờ? Kiểu này tôi đánh nó với mổ quýt nó không chết mất. Cứ khô máu với A Thư ơi. Đấy, mới combo. Ừ, mai anh nghỉ thôi, anh ai khuya. Có một bạn gái vào hỏi chuyện không ạ? Tôi like Facebook XHAC thật đấy nha. Nhưng mà không phải lúc nào tôi cũng like đâu, nên là anh em tìm chưa chắc đã thấy đâu. Có một bạn gái đang thu hương xinh lắm. Anh em em mới còn đang xin sửa lốt gáy được rồi. Thế làm trận đấy, để trận sau đi. Sao con A Thư không ra đây tranh cướp với tôi nhỉ? Con lên đây đánh hèn rồi. Đấy là đéo thằng này, con đi tìm chỗ khác đây. Con cũng rồi, hồi đầy bóng hết rồi này. Thì thật ngon, kẻ nhanh đây. Đó ăn chua rồi cậu ạ. Thôi tội về với đất mẹ rồi các ông ạ. May quá còn kịp giết thằng ngộ khí. Ok, thế để bán sau chơi thử với Thu Hương trận. Xem Thu Hương gánh kiểu gì, anh nặng lắm. Anh 70 cân cơ. Có gánh nổi không? Cho con gánh cả đôi vai, thân khổ lần lội sớm. Thằng A Thư này còn những cái giày hộ vệ nữa, tôi đánh nó bao giờ cho nó chứ. Rơi của ai? Rơi của ai? Rơi của ai? Con rơi của mày đấy, mày ăn đi. Của tao ấy. Nhớ mồm á. Cứ vào một cuồng mất sao ấy à. Sao xem tôi yếu thế nhở? Tôi không có tôi yếu yếu cái gì ấy. Bỏ mẹ rồi. Để đi lắm. Cái con tây lá ui thơm thế. Mày hồi máu, hồi máu rồi. Mày hồi máu rồi. Sao muốn một bạn tôi đi về đây. Thôi đừng lên đầu tớ nữa, tớ về đây. Mày ngáo rồi. Mày ngáo rồi, ngáo rồi, ngáo rồi, ngáo rồi. Ôi, nó hồi chiếu trước rồi. Thật sự cơ. Đừng lấy trụ ấy em. Nó có làm gì đến tình với đội đâu. Chắc tôi phải đến mít, tôi đép trụ mít thôi. Là ta lên rồi mình phải về đép trụ mình vậy. Wow. Wow. A Thư bên cạnh ấy là ta ơi. A Thư đồ rồi.
như thể cái máng lợn của tôi vậy không ạ? Xem nó có vào băng trụ không ạ? Này thì ăn tao này. Đấy. Mẹo cho anh em ấy nhá, cho nó vào phá sụ rồi hãy đánh. Ủi thằng A Thu châu vậy. Tôi đến muộn quá rồi các ông ạ, không la liếm được gì. Lấy trụ đi. Khỏe lắm. Mày đứng lại. Nghĩ tao sợ mày cầm gấu chứ vừa mới sợ. Mày còn đứng biến về trêu ngươi cậu ấy. Cầm gấu chưa bao giờ biết sợ ngộ khỉ luôn. Ok, thằng A Thớt đâu? A Thớt đâu rồi? Kiểu gì chạy xuống đây đép trụ? Không đép à? Hai thằng ấy. Anh em ơi, có nhìn thấy không? Sao không ai nhìn thấy vậy? Thôi, thằng khỉ nó thù tôi á, thù quán tôi dài á. Giết tôi đấy. Sao lại gấu kèo dưới khỉ á? Không bao giờ chuyện kèo dưới luôn. Đấy, lại làm quả solo con khỉ nữa nhá. Anh em xem này. Ai, ôi trời ơi, phải nói là easy. Chắc nó phải cay tôi lắm. Nãy giờ nó chết 5 mạng hình như toàn tôi ăn hay sao ấy. À, ăn 4 luôn. Mình ăn một mạng con Pela nữa. Vẫn ra được cái anh em này, ui ôi, không đập được chết nó kìa. Hay gì, vớ vẩn đấy mà. Rèn kinh anh nhưng mà chúng nó chỉnh hơi lon đấy. Chết, cái này cam bị lệch rồi. Đầu game tưởng game tem mình nó lon giờ nó mạnh thế nhỉ. Hay quá nhỉ. Thằng nào đánh cũng hay. Mình ăn trụ thôi. Mày từng tưởng mày là Pela mà tao ngán này. Tôi đi ra ngoài rồi, trụ nó phải dừng bắn tôi chứ. Nó vẫn bắn tôi nhỉ? Làm ba đường siêu cấp đã. Ôi trời, 51 máu rồi. Thằng ngu hát chết rồi. Nên đánh nó tự tin. Trời. 12 máu kìa. Đúng rồi, thế mà
cho con cờ ly xi nó không thấy đường về luôn này. Ra đây đi mạnh thực sự.